Rồi ok, mình học tiếp một bài nữa. Cambridge AL English 13, Test 3, Passage 1. Học về cây dừa ha, The Coconut Palm. Làm như cái cuốn này nó chuyên về thực vật hay sao? Mới học cây quế rồi bây giờ mình qua mình học cây dừa. Rồi các bạn qua, lướt qua các câu hỏi từ câu số 1 cho đến câu số 8 liền vào chỗ trống ha. Tí xíu mình phải gạch đích từ khóa để mình qua bài mình kiếm. Rồi từ câu số 9 cho đến câu số 13 thì true false not given. Ok, dễ ha. Chỉ có hai dạng đề thôi. Vậy đây là passage 1. Rồi các bạn nhớ gạch đích từ khóa, ví dụ như ở đây trunk là thân cây. Ok. Rồi up to 30 meter là nó cao tới 30 mét. Vậy chút xíu trong bài mình thấy 30 mét là mình ngừng lại, hoặc là thấy thân cây là mình sẽ ngừng lại mình đọc, hoặc là lá cây thì nó sẽ cao đến, nó dài đến 6 mét. Ok. Dùng để làm gì? To make brushes, làm chổi hay làm gì đó ha. Rồi flower, bông, at the top of the trunk, ở ngọn cây. Rồi cái term, provide sharp. Ok, term là cái cuốn của nó. Stem chứ không phải storm ha các bạn. Stem thì nó provide sharp, sharp là nhựa cây. Ok, stem provide sharp, use as a drink, sử dụng như là nước uống hoặc là cái nguồn của cái gì đó. Rồi fruit outer layer. Ok, fruit là bắt đầu tới cái bông của nó nè. Thì chúng ta có lớp ngoài, lớp giữa, fruit mà là cái bông, flower mới là cái bông, còn fruit là gì? Cái trái cây. Ok, cái trái của nó thì nó có cái lớp vỏ bên ngoài, lớp vỏ ở giữa và lớp vỏ bên trong dùng để làm gì. Rồi đây mình có nước dừa, rồi mình có coconut flesh là cái thịt của nó. Ok, cái cái dừa. Rồi xong hả, mình qua bên đây nè. Khi mà các bạn dùng cái đầu bút các bạn lướt như thế này là gọi là đọc lướt, để mình dò thì mãi xuống tới dưới này nó mới có cái từ khóa của mình, chính là cái gì đây? Thân cây dừa, trunk, và cao 30 mét. Thì các bạn ngừng lại các bạn đọc kỹ đây. Tuy nhiên mà do đây là một cái bài cũng dễ hay ha, cho nên thôi mình cứ đọc hết, mình dịch từ từ cái đoạn 1, chứ đúng ra cho thi thì đoạn 1 này không cần dịch. Ok, bắt đầu ha. For millennia, the coconut has been central to the life of Polynesia and Asian people. Trong nhiều thiên niên kỷ thì cây dừa đã trở thành một cái trung tâm của cái đời sống của người Polynesia, là cái người châu Á. In the Western world, on the other hand, coconuts has always been exotic and unusual, sometimes rare. Ở thế giới phương Tây thì mặt khác, dừa thì lại coi là một cái thứ gì đó rất là kỳ lạ và thỉnh thoảng là hiếm. The Italian merchant traveler Marco Polo apparently saw coconut in South Asia in the late 13th century and among the mid-14th century. Travel writing of Sir John Mandeville, they mention a great knot up in Great Nut of India. Today, image of palm fringed tropical beaches are cliché in the West to sell holiday, chocolate bar, fizzy drink, and even romance. Một nhà du hành thương gia người Ý là Marco Polo rõ ràng đã nhìn thấy cây dừa ở một miền Nam Á vào cuối thế kỷ thứ 13 và khoảng giữa thế kỷ thứ 14, thì những cái bút ký du lịch của ngài John Mandeville thì có đề cập đến một cái Red Knot of India, tức là một cái hạt vĩ đại của Ấn Độ, hạt rất là to của Ấn Độ. Ngày nay thì hình ảnh những bờ biển của vùng nhiệt đới tràn ngập rợp bóng những cái cây dừa thì được lặp đi lặp lại ở phương Tây để bán những cái tour du lịch, những cái thanh sô cô la, thức uống có ga và thậm chí là bán sự lãng mạn. Vậy ngày nay họ dùng hình ảnh của bãi biển nè, rợp bóng dừa để quảng bá cho du lịch. Ok. Rồi mình qua đoạn 2 ha. Mình tiếp tục mình để mình trả lời vô bài. Typically, we envisage coconuts as brown cannonballs that, when opened, provide sweet white flesh. But we see only part of the fruit and none of the plant from which they come. The coconut palm has smooth, slender gray trunk up to 30 meters tall. This is an important source of timber for building houses, increasingly being used as a replacement for endangered hardwood in the furniture construction industry. Thông thường chúng tôi xem trái dừa như là những viên đạn thần công màu nâu. Khi mở ra thì nó cung cấp phần thịt màu trắng ngọt,
nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy một phần của quả cái trái cây này và không có một cái cây nào mọc ra từ chúng. Cây dừa có cái thân cây màu xám, mảnh khảnh và mượt hoặc là nhẵn, cao đến 30 mét. Nó là một cái nguồn quan trọng của gỗ xây dựng dành cho xây dựng nhà và được sử dụng ngày càng tăng trong việc thay thế cái nhu cầu của gỗ cứng đang ngày càng gặp nguy hiểm trong cái ngành công nghiệp xây dựng đồ nội thất. Thì đọc tới đây nè các bạn, mình trả lời được cho câu số 1, nó có từ khóa là trunk và up to 30 meter tall. Mình ngừng lại mình đọc. Thì cái cây dừa này nè, được sử dụng nè trong cái gì? Gỗ xây dựng nhà, đúng không? Ok, trong cái việc mà sử dụng làm gỗ xây dựng nhà và đồ nội thất, ngành công nghiệp xây dựng đồ nội thất. Vậy bên kia người ta có timber rồi, thì bên đây mình chỉ cần móc furniture mình để qua thôi. Making of furniture. Đây, timber for housing and the making of furniture. Ok, đồ nội thất. Còn nếu mà bạn nào sơ sẩy ha, tìm được ngay chỗ này xong rồi thì lại lật đật lấy để bưng nguyên cục này qua là the furniture construction industry thì nó bị dư. Bởi vì ở bên đây người ta chỉ cho mình điền mấy từ. Ok, chỉ có only one word thôi ha. One word only. Ok. Rồi tiếp tục. The trunk is surmounted by a rosette of leaves, each of which may be up to 6 meters long. The leaf has half veins in their center, which in many parts of the world are yield and brushes after the green part of the leaf has been stripped away. In major coconut flowers are tightly clustered together among the leaves at the top of the trunk. The flower's stem may be stabbed for their sap to produce a drink, and the sap can also be reduced by boiling to produce a type sugar yield for cooking. Thân cây được bao bọc bởi một chùm lá hình hoa thị, mỗi chiếc lá có thể dài 6 mét. Lá cây có một cái gân cứng ở giữa và ở nhiều nơi trên thế giới thì được sử dụng làm chổi sau khi tước bỏ đi cái phần lá xanh. Hoa dừa thì mọc chen chúc cùng ở giữa những chiếc lá ở trên ngọn cây. Phần cuống hoa có thể được rút một cái chất lỏng để sản xuất nước uống, và cái chất lỏng này hay còn gọi là nhựa cây ha các bạn, thì có thể được cô đặc bằng cách sản xuất cô đặc bằng cách đun sôi để tạo ra một cái loại đường được sử dụng trong nấu ăn. Các bạn nghe thấy nó cảm giác giống như là đang lấy làm đường thốt nốt chứ không phải là đường của cây dừa hay sao hả? Tại ở Việt Nam mình ở sống ngay xứ sở Bến Tre thì mình họ kẹo dừa hay là không bao giờ có cái loại đường mà đường dừa hết. Thì như vậy thầy mới liên hệ với bạn của thầy là tiến sĩ Google ha. Thì chúng ta mới phát hiện ra đây là cái cách mà người dân Khmer lấy nước thốt nốt nè các bạn. Nước thốt nốt mà nếu các bạn biết thì nó không phải được lấy từ cái trái thốt nốt á. Trái thốt nốt nó nhỏ thôi, cái cơm nó cho ra cũng giống mình ăn, nó giống như trái dừa nước thôi. Nhưng mà cái nước thốt nốt thì phải cắt cái cuống. Bạn cắt cái cuống bông này nè. Rồi bạn mới lấy cái này măng máng vô. Mấy cái, đó bạn nhìn ha. Thấy cái ông này ông đang leo lên cây nè. Gió ha. Rồi sau đó ổng mới để cái cây này treo lủng lẳng đó, ổng cắt ở trên cái cuống thì ổng lấy cái nước này về xuống cô đặt lại làm đường thốt nốt. Rồi cái này rất bình thường với mình, nhưng mà qua bên đây nè các bạn sẽ thấy cái cách mà người Thái Lan họ làm đường dừa cũng y chang như là thốt nốt thôi ha, cũng dùng những cái bình để hứng. Đây nè, cái nhị hoa họ cắt nè, rồi họ mới máng cái bình này vô họ đựng đấy, nhiễu từ từ thì mình hứng được rất là nhiều cái loại đó, bắt đầu mới đem vô nấu đấy, nấu từ từ cô đặt lại sản phẩm đường dừa. Nó giống như vậy, ở Việt Nam mình hình như không có. Và đi tìm hiểu thêm nữa thì thầy mới phát hiện ra là có một đôi vợ chồng trẻ đã khởi nghiệp bằng cái mật hoa dừa. Đây là cái hình ảnh mà họ lấy mật hoa dừa, cũng là cái cuống hoa cắt ra lấy cái bình hứng vô thì cái mật nó từ từ nó tươm lên đây các bạn. Thay vì mình lấy mình nấu thì mình sẽ ra cái loại đường dừa giống như hồi nãy dùng trong nấu ăn. Nhưng mà ở đây cái cặp vợ chồng trẻ này đã khởi nghiệp và họ làm ra là mật hoa dừa của cái công ty Ford gì đó. Ok, các bạn lên gặp bạn của thầy tìm hiểu thêm ha. Rồi, hết tiết mục Google. Ngay chỗ này, như vậy ngay chỗ này the flower stem thì nó có thể sản xuất
nó cung cấp một cái loại nhựa mà sản xuất ra A là đồ uống và B nó dùng để làm gì? Làm đường. Rồi, trả lời được câu 2. Ha, à, dễ không? Đọc hiểu thì nó dễ lắm, ngay chỗ này. Nếu mà bạn đọc bạn hiểu STEM nè, provide sap, ok, cái cuốn thì nó cung cấp gì? Nhựa, một cái loại nhựa sử dụng để uống hoặc là làm xó xốp, sugar. Rồi xong ha. Coconut palms produce as many as 70 fruits per year, weighing more than a kilogram each. The wall of the fruit has three layers, a waterproof outer layer, a fibrous middle layer, and a hard inner layer. The thick fibrous middle layer produces coconut fiber skin, which has numerous uses and is particularly important in manufacturing rope. The woody innermost layer, the shell, with its three prominent eyes, surround the seed. An important product obtained from the shell is charcoal, which is widely used in various industries as well as in the home as a cooking fuel. When broken in half, the shell are also used as bow in many parts of Asia. Cây dừa cho khoảng 70 trái một năm, mỗi một trái nặng hơn 1 kg. Cái thành của cái quả thì có 3 lớp, lớp ngoài thì chống nước, lớp ở giữa là có xơ và lớp trong cùng thì rất là cứng. Lớp ở giữa có sợi cho ra một cái xơ gọi là xơ dừa, mà nó được sử dụng trong nhiều mục đích, đặc biệt rất là quan trọng trong việc sản xuất dây thừng. Lớp trong cùng như là gỗ được gọi là vỏ của vỏ dừa, hay còn gọi là tiếng Việt mình là gáo dừa, thì nó có 3 con mắt rõ rệt bao quanh hạt. Một cái sản phẩm quan trọng thu được từ cái gáo dừa đó là than củi, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp cũng như sử dụng ở nhà như là một chất đốt để nấu ăn. Khi bẻ làm đôi thì cái gáo dừa còn được sử dụng như là một cái chén trong nhiều phần của châu Á. Rồi vậy mình qua bên đây nè, mình qua tới cái phần trái dừa thì lớp ngoài người ta không nói, lớp giữa là xơ dừa, được sử dụng pho chấm chấm chấm. Rồi mình qua bên đây mình thấy chữ co không các bạn, xơ dừa nè, từ khóa của mình. Ở bên đây là trái dừa là đầu của đoạn này ha. Đọc mãi tới đây nó có chữ fiber, co nè. Which has numerous uses and is particularly important in manufacturing rope. Ok, vậy thì nó rất là quan trọng để sản xuất dây thừng. Rồi lấy chữ rope để qua ha. Rồi ngay đây là câu số 3. Rồi qua đây mình gõ vô U for ropes. Ok. Rồi tới cái lớp trong cùng inner layer, hay còn gọi là shell hoặc là gáo dừa, thì là a source of, một cái nguồn quan trọng để làm gì đây? Nè, obtained from a shell is charcoal, để làm than củi, sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp nè. Nhiều bạn không biết cái lấy ngay chỗ này là cooking fuel, lấy chữ fuel để vô. Source of fuel không phải, chỉ là source of charcoal thôi. Mà charcoal thì mới là tập hợp con, nó là con của fuel nữa. Rồi when half for, rồi when half tức là khi mà tách ra làm đôi thì nó được sử dụng như là gì các bạn? Dùng để làm chén đó. Hồi nãy bên kia mình thấy làm một nhiều dùng ở châu Á, in many parts of Asia, US bowl. Ok, đánh dấu chỗ này. Rồi xong ha. Rồi tiếp tục qua đoạn tiếp theo. Inside the shell are the nutrients, endosperm needed by the developing seed. Initially, the endosperm is a sweet liquid, coconut water, which it enjoys as a drink, but also provides the hormones which increase as the plant grows more rapidly and produce higher yield. Rồi tới ngay chỗ này mình thấy cái từ khóa là coconut water. Ok, vậy thì ngay cái khúc câu số 6 này người ta hỏi nè, coconut water thấy không? Thứ nhất hồi nãy bên kia là which is enjoyed as a drink, thì drink người ta nói rồi. Ở đây người ta hỏi như là một cái source of gì for other plant. Bạn tiếp tục qua bài, bạn thấy nó ngắt ngay chỗ cái other plant ngay đây ha. Ở đây nó provide the hormone which increase other plant. Rồi vậy mình đánh dấu lại. Vậy nó bên kia nó ở source of gì các bạn? Hormone, đúng không? Ok, bên trong cái gáo dừa này nè thì nó là nguồn dinh dưỡng được gọi là nội nhũ cần thiết cho sự phát triển của hạt. Ban đầu thì nội nhũ là một cái chất lỏng ngọt gọi là nước dừa mà nó được dùng như là một cái thức uống yêu thích ha. Nhưng mà cũng cung cấp cái kích thích tố để cho khuyến khích những cái cây khác phát triển nhanh hơn và cho năng suất cao hơn. Vậy thì người ta hỏi bên đây là a source of gì? A source of gì đấy?
Assess up before other plant, assess up kích thích tố hormone. Rồi xong ha, dễ không? Thôi hơi giống như nhanh gọn lẹ vậy đó. Kiếm 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 thấy ịnh vô. Add the fruit mature, the coconut water gradually solidifies to form brilliant white, fat rich, edible flesh or meat. Dried coconut flesh, copra, is made into coconut oil and coconut milk, which are wisely used in cooking in different parts of the world as well as in domestic. Rồi vậy ngay chỗ này mình thấy gì đây? Coconut gì? Coconut flesh. Và bên đây thấy liền coconut flesh đúng không? Là cái gì? Cái cơm dừa hay là cùi dừa. Thì ở bên đây mình có chữ oil and milk, là oil là dầu, milk là ở đây là sữa. Nhưng mà trong bài này coconut milk thì nó phải là nước cốt dừa. For cooking, dùng để nấu ăn. Ơn chấm 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 và cái gì. Thì ngay chỗ này mình thấy nè, nó widely used in cooking in different parts of the world as well as in domestic. Rồi lấy domestic để vô. Dễ không? Bên này nó có cooking rồi, vậy thì mình để vô là domestic thôi. Trời ơi, là dùng trong mỹ phẩm rồi. Bắt đầu mình đánh dấu bên đây và mình dịch ha. Đó, thấy dễ ha. Cách làm thì nhanh gọn lẹ là tới đó là làm rồi đó. Còn giờ đọc hiểu để giải thích cho các bạn thôi. Khi mà cái trái mà nó trưởng thành hoặc nó lớn lên thì nước dừa dần dần cô đặc lại để hình thành một cái thịt dừa hoặc là cùi dừa có thể ăn được, giàu chất dinh dưỡng, màu trắng và sáng. Brilliant là sáng chói ha. Ok, chứ không phải sáng chó nha. Dry coconut flesh là cái cùi dừa khô, hay còn gọi là copra là tên chuyên ngành của nó, là tên riêng của cái cùi dừa. Thì được made into tạo thành dầu dừa nè, hoặc là nước cốt dừa, được sử dụng rộng rãi ở trong nấu ăn trong nhiều nơi trên thế giới cũng như là trong mỹ phẩm. Vậy ở đây người ta cho nấu ăn rồi, lấy mỹ phẩm để vô thôi. Xong ha. Ồ, dễ thiệt có chứ. Đúng là part 1. Ok rồi, mấy bạn này các bạn nên làm nha, để mình tập. Thậm chí là bạn nào mà thích thách thức thì mình tập, mình bấm giờ luôn. Giống như tập tạ vậy đó, cái nhẹ tập trước nè. Rồi tiếp ha. A derivative of coconut fat, glycerin, acquired strategic. Ok, strategic gì đây? Important in a quite different sphere as Alfred Nobel introduced the world to his nitroglycerin based invention, dynamite. Ok, cái dẫn xuất mà của chất béo ở trong dừa là glycerin này nè, thì đạt được một cái tầm quan trọng chiến lược ở trong một cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Khi mà Alfred Nobel, là cái ông này rất là nổi tiếng ha, ổng giới thiệu với thế giới cái phát minh mà dựa vào nitroglycerin. Glycerin là tên của một cái hợp chất hóa học gì đó mình không cần quan tâm ha. Mà mình thấy cái từ khóa ở bên đây nè, là nó có glycerin. Và nó hỏi là cái un ingredient in chấm 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 là cái glycerin này nè, thì nó là một cái thành phần ở trong cái gì. Thế là bạn qua đây, khi mà bạn đọc hiểu thì bạn đọc tới đây nè, bạn sẽ nói là khi mà ông Alfred Nobel ổng giới thiệu cho thế giới cái phát minh mà có cái nguồn gốc từ nitroglycerin, đó chính là dynamite. Là gì hả? Thuốc nổ á các bạn. Dynamite, một phát minh mà làm cho ông này ổng ân hận luôn. Ổng lấy cái tiền toàn bộ của ổng á, ổng thấy cái sự tàn phá ghê gớm của nó, nên ổng lấy tiền của ổng, ổng lập nên một cái giải. Bây giờ các bạn biết là nó là giải thưởng Nobel nổi tiếng thế giới ha. Nếu bạn đạt được giải đó là bạn vinh danh, nhân loại vinh danh bạn. Rồi ở đây là ghi vô là gì? Glycerin là thành phần ở trong dynamite, thuốc nổ. Rồi mình lấy cái chữ này mình điền ra. Còn có nhiều bạn ha, cũng nhanh tay lẹ mắt. Thầy ơi, con cũng nhanh tay lẹ mắt mà. Ừ, cho nên lấy chữ fear nè, điền vô. Tại ở đây có glycerin rồi, có acquired strategic rồi, important in quite different fear, thấy chữ in luôn. Ok, lấy chữ fear để vô. Rồi, không hiểu gì hết. Có nghĩa là cái đó nhanh tay lẹ chân thôi, chứ còn là nó không có chính xác. Này mình phải đọc hiểu có từ vựng nữa mới được ha. Rồi xong phần điền vào chỗ trống. Vậy mình sẽ qua bên từ câu 9 đến câu 13 là true for not given, dạng hoài, dạng đầu tiên. Cái việc đầu tiên là mình sẽ khoanh tròn true for not given. Rồi number 9, coconut seed needs shade in order to germinate, là cái hạt dừa thì nó cần cái bóng mát để nó mới có thể nảy mầm. Ok, mình đánh những cái từ khóa quan trọng ngay đây ha. Rồi coconut seed mình sẽ kiếm ở trong cái đoạn tiếp theo, mình thấy ngay nó nằm ở chỗ này nè, coconut seed. Thì đúng ra là các bạn chỉ cần đọc chung quanh nghe một câu này thôi
là mình có thể trả lời được câu hỏi ha. Tuy nhiên, đây là bài đọc hiểu cho nên thôi, mình vừa học mình vừa dịch hết luôn. They are biologists would appear to make coconut the great maritime voyager and coastal colonizer of the plant world. Cái đặc tính sinh học thì của nó dường như cho phép trái dừa trở thành những nhà hàng hải vĩ đại và là những cái người mà đổ bộ ven bờ biển của thế giới thực vật. The large energy rich fruits are able to float in water and tolerate sun but cannot remain viable indefinitely. Những cái trái cây mà giàu năng lượng lớn có thể nổi ở trong nước thì nó chịu được muối, nhưng mà đương nhiên là nó không có thể chịu được một cách vô thời hạn. Study suggests after about 110 days at sea, they are no longer able to germinate. Những cái nghiên cứu thì cho rằng sau 110 ngày ở trên biển thì chúng nó sẽ không còn khả năng nảy mầm. Literally cast onto desert island shore with little more than sand to grow in and exposed to full glare of the tropical sun, coconut seeds are able to germinate and root. Nói theo nghĩa đen thì khi mà nó đổ bộ lên trên cái bờ biển của những cái hòn đảo quang vắng với một ít cát thôi để mọc, và cái sự phơi bày dưới cái ánh nắng mà chói chang của mặt trời nhiệt đới, thì cái hạt hoặc là cái cây, cái trái dừa này nè, thì nó có thể nảy mầm và bén rễ. Ok, vậy tới đây nè, mình trả lời được là người ta chỉ cần gì cát nè, rồi không cần gì hết cát, mà thậm chí phơi ngoài nắng luôn thì nó vẫn có thể nảy mầm và bén rễ. Còn trong khi câu số 9 của mình nè, thì cái trái dừa này á, thì nó lại phải cần cái hạt á, hạt dừa tức là trái dừa của mình á, nó cần phải có cái bóng mát thì nó mới có thể nảy mầm được. Vậy câu này là sai. Ok, ngay chỗ này người ta chỉ cần cát thôi, thậm chí ánh nắng mặt trời cũng không sao hết. Ok, vậy mình đánh dấu chỗ này ha. Rồi còn miếng mình dịch đọc cho biết luôn. The air pocket in the seed creates as endosperm solidify protected the embryo. Là cái túi khí ở bên trong cái hạt tạo ra khi trong quá trình cô đặt cái endosperm hồi nãy mình học ở khúc trước rồi. Nó là gì các bạn? Nội nhũ. Nội nhũ là cái nước đồ này kia để cung cấp chất dinh dưỡng cho hạt á, thì nó bảo vệ cái phôi thai. In addition, the fibrous fruit wall that help it to float during the voyage store moisture that can be taken up by the root of coconut seedling as it starts to grow. Hơn nữa thì cái thành của cái quả mà có sợi này nè, tức là cái sơ dừa á, nó giúp cho cái trái nó nổi trong suốt cái quá trình mà di chuyển ở trong nước, thì chứa chất ẩm mà có thể được lấy ra để nuôi dưỡng cái hấp thụ bởi cái rễ của cái quả dừa trong cái quá trình mà nó bắt đầu phát triển. Đó là cái nội dung của bài này. Ủa cái đoạn này, và mình trả lời được cho câu số 9. Ok, mình xuống tiếp tục ở dưới ha. Ok, rồi mình tiếp tục qua câu số 10 ha. Coconut were probably transported to Asia from America in the 16th century. Dừa thì có lẽ được vận chuyển đến châu Á từ Mỹ vào thế kỷ thứ 16. À, câu này cũng hay lắm nha. Sơ sẩy chút xíu sai câu này. Rồi, dừa thì có thể, bạn để ý chữ to với chữ from ở đây ha. Có nghĩa là from America to Asia ha. Hai cái này rất là quan trọng, bởi vì trong bài chút xíu nó lắc léo, nó nói ngược lại một chút là mình dễ sai lắm. Rồi thì bạn nhìn, bạn dò từ đây xuống dưới này, bạn thấy thế kỷ thứ 10, cuối thế kỷ thứ 15 nè, thế kỷ đầu thế kỷ thứ 16 nè, và thế kỷ 16 nó nằm ở đây. Rồi ở đây nó có Mỹ, Âu, Á gì tùm lum hết, thì mình sẽ đọc chung quanh cái chỗ này. Đây, và mình đọc mình khúc này ha. Vào thế kỷ thứ 16 thì theo cái mô hình mà di cư và thương mại của con người vào thế kỷ thứ 16 thì cho thấy rằng những thương nhân của người Ả Rập hoặc là những thủy thủ châu Âu dường như đã mang di chuyển mà dừa từ miền Nam nè hoặc là miền Đông Nam của châu Á đến châu Phi ha, từ châu Á đến châu Phi và rồi băng qua Thái Bình Dương vào biển bờ Đông ha, bờ Đông của nước Mỹ. Ok, vậy bạn biết đường đi của dừa nó sẽ bao gồm, nó sẽ đi từ Á nè, rồi đến Phi nè, rồi sau đó nó mới bắt đầu qua Mỹ. Trong khi á, mình vẽ cái đường đi ha, sơ đồ hành quân của dừa đó, từ Á đến Phi rồi qua Mỹ. Trong khi ở bên bài của mình thì nó ngược lại, nó đến châu Á từ Mỹ, tức là từ Mỹ đi ngược lại. Vậy câu này là sai.
À, chỉ lắc léo chút xíu đó thôi ha. Bạn nào đọc ba chớp ba nhén không nhớ chữ to với chữ from, nghe đây cái đánh là yes. Ok, to chứ là xong. Rồi câu 11, coconut found on the west coast of America were different type from those found on the east coast. Dừa mà được tìm thấy ở cái bờ biển phía tây của Mỹ à, của châu Mỹ á, thì nó khác với cái loại dừa mà được tìm thấy ở cái bờ biển phía đông. Rồi đó là nội dung của câu 11. Tiếp tục qua bên bài đọc mình đọc ha. Nghe chỗ này nãy thì nghe lại thì dịch chỗ này sai ha các bạn. Atlantic là gì? Đại Tây Dương chứ không phải Thái Bình Dương, bởi vì chút xíu câu 13 mình có Thái Bình Dương nè. Ok. Đây Thái Bình Dương. À, Pacific. Ok. Rồi, tòa còn có một đoạn một tí thôi. À, cộng với lại hai câu thôi mình đọc luôn để mình làm giải quyết lần ba câu. Rồi, câu 12, on the coconut found in Asia, a cultivated variety. Tất cả những cái dừa mà tìm thấy ở châu Á thì đều là giống dừa mà được trồng. Ở đây chữ variety thì nó còn cái nghĩa là a type of thing, ví dụ như là plant. Như vậy ở đây là cái loại thực vật nè, cái giống dừa. Cultivated là được trồng. À, rồi, câu 13, coconut are cultivated in different way in America and the Pacific. Dừa thì được trồng theo nhiều cách khác nhau ở Mỹ và ở Thái Bình Dương. Cái này mới là Thái Bình Dương ha. Hồi nãy Atlantic là Đại Tây Dương. Ok, rồi mình đọc tiếp khúc cuối. But the origins of coconut discovered along the west coast of America by 16th century sailor have been the subject of century of discussion. Nhưng mà nguồn gốc của dừa được khám phá dọc theo cái bờ biển phía tây của Mỹ vào thế kỷ thứ 16 bởi các cái thủy thủ thì vẫn là một cái đề tài mà tranh cãi trong hàng thế kỷ, tức là một cái đề tài tranh cãi hoài luôn. Two, diametrically opposed origins has been proposed that they came from Asia or that they were native to America. Có hai cái nguồn gốc mà nó hoàn toàn đối nghịch nhau được đưa ra, đó là chúng chúng ở đây là thế cho mấy cây dừa đến từ châu Á hay là chúng là mộc bản địa từ Mỹ. Ok, both suggestion has problem. Cả hai cái giả thuyết này nè, hai cái đề nghị này thì nó đều có vấn đề. In Asia, there are large degree of coconut diversity, an evidence of millennia of human use, but there are no relative growing in wild. Ở châu Á thì cái mức độ rất là lớn của cái sự đa dạng của những cây dừa và bằng chứng về việc sử dụng của con người trong hàng nhiều thiên niên kỷ, hàng ngàn năm luôn. Nhưng mà there no relative, không có cái bà con cô bác nào mà mọc ở ngoài thiên nhiên. Tức là họ sử dụng dừa, họ trồng rất là nhiều dừa, đa dạng dữ lắm. Nhưng mà chẳng có thấy thằng nào mà mọc ngoài thiên nhiên hết. Vậy ngay khúc này nè các bạn, thì nó là trả lời được cho câu số 12 của mình. Tại vì câu số 12 người ta nói cái gì đây? À, quay lại coi nha. Toàn bộ cái dừa mà được tìm thấy ở châu Á thì đều là giống dừa trồng. Vậy là đúng rồi đúng không? Quá đúng luôn. Người ta nói không có tìm thấy bà con cô chú nào của nó ngoài thiên nhiên hết thì có nghĩa là toàn bộ đều là giống dừa trồng. Và rõ ràng nãy giờ mình đọc ở trên đây nè, mình thấy ngay chỗ có bờ biển phía tây nè, có bờ biển phía đông luôn của, nhưng mà nó không có cái gì liên quan tới cái chuyện là cái dừa mà được tìm thấy ở bờ biển phía tây của Mỹ thì nó khác cái loại dừa mà tìm thấy ở bờ biển phía đông hết. Nó không có nói cái ý đó, nó chỉ đưa ra cái giả thuyết. À, như vậy cái này nó là not given. Ok. Còn cái giả thuyết của khúc trên này mình nói là gì? Cái dừa thì ban đầu nó cập vô cái, ở đây mình thấy đề cập tới East Coast of America là nguồn gốc dừa nó tập vô cái bờ biển này là của phía đông. Rồi sau đó thì mới có hai cái giả thuyết là cái giả thuyết mà nguồn gốc của dừa được khám phá dọc theo bờ biển phía tây của Mỹ vào thế kỷ thứ 16 bởi các cái thủy thủ thì vẫn là một cái đề tài mà gây tranh cãi vậy thôi, chứ không có nói là cái loại dừa ở bên đây khác với loại dừa ở bên kia thì không có nói. Vậy ngay chỗ câu 11 mình là not given, câu 12 ngay đây nãy mình dịch rồi nên mình đánh dấu vô. Ok. Đây. Tất cả các loại dừa thì người ta đều trồng hết bởi vì không có bà con cô chú nào được tìm thấy ở thiên nhiên. Rồi ok. Tiếp tục còn câu 13 ha. In America, there are close coconut relatives, but no evidence that coconut are indigenous.
This problem has led to the intriguing suggestion that coconuts originate on coral island in the Pacific and were dispersed from there. Ở Mỹ thì có cái bà con cô bác gần của dừa, nhưng không có bằng chứng rằng dừa thì nó là mọc bản địa ở đó. Những cái vấn đề này dẫn đến một cái đề xuất rất là thú vị rằng dừa có thể có nguồn gốc từ cái đảo mà san hô ở biển Thái Bình Dương và rồi nó phân tán từ ở đó. Như vậy ngay cái khúc cuối cùng này nè các bạn, nó không có nói gì tới cái chuyện mà dừa thì nó được cultivated in different way in America and in the Pacific. Ok, dừa thì được trồng theo cái cách khác nhau ở Mỹ với lại ở Thái Bình Dương hết. Như vậy câu 13 này mình là not given hả? Ok. Xong ha các bạn. Khỏe không? Khỏe ha. Càng học mình sẽ càng có thêm được một kiến thức thú vị. Với cái bài này mình học về, hồi bài trước là học về cây quế, bài này học về cây dừa. Rồi tương lai không biết học về cây gì nữa ha. Ok. Rồi xong.